Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang xin được kính chào tất cả cô chú chị và các bạn. Xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với clip mai tại đường Hoàng Văn Thụ, đối diện với cà phê Coffa 69 vậy nè. Nó hiện tại ở đây mai đã phe sắc ngay đây, cho nên rất là nhiều người đến với mai chỗ này. Đó. Cây mai phú quý 150 triệu, còn đây là những cây mai mới nở hoa này các bạn, và cây mai phú quý này đẹp quá. Mình mê mai phú quý rồi các bạn. Các bạn thấy rất là nhiều người dân đến xem cây mai xù ở phía trước. Và cây mai phú quý này mình đang quay nè, mọi người cũng đang rất là thích. Sắc mai đã nở rực rồi đó nha các bạn. Hôm nay là tối 28 Tết. Mọi người đang đi xe mai rất là đông. Còn đây là những cây mai phú quý nữa nè các bạn, bông nè. Chủ vườn mai này phú quý là nhiều nha các bạn. Cây mai này nụ búp thì còn nhiều. Mình đang lạc giữa cái đường mai rất là đẹp. Các bạn xem nha. Ở đây có rất là nhiều cây mai đẹp, đặc biệt là mai phú quý nha các bạn. Sẽ nở, có những cây mai nở đúng vào dịp Tết luôn. Cái này đẹp. Mai này mai dảo nha các bạn. Đây cũng là những gốc mai đẹp nè các bạn. Này mình chưa có hỏi giá nha các bạn, nhiều quá mình hỏi cũng hơi bất tiện, các bạn thông cảm nha. Là chỗ mai của anh nói gì đó, cặp bờ hồ
bên đường Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Quá đông các bạn ơi. Cách đang mua mai này nha các bạn. Các bạn có thể thấy đường hoa Trần Quang Thụ về đêm, nhất là địa điểm bán mai chỗ này rất là đông. Đây là thấy chân người khách mua mai. Ở đây còn những cái mai nở ngay dịp Tết này các bạn. Cách mua mai đó các bạn, những cái mai rất là đẹp. Bạn xem sơ qua một khúc nha. Mai nở. Mai quá trời bông các bạn ơi. Mai dạo
khúc video ở đây. Đây là một cái khúc mai, trái những cái mai nở vào cách ngay ngày 30 Tết đó các bạn, tại vì nó đang búp rất là nhiều. Chúc mọi người một năm may mắn và sự như ý. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn.